sale một cái vỏ sòn kim cương Lucky Star 111 giá cắt, rất là đẹp nha. Một viên chủ là 4.5 ly, hai bên hông là một viên 3.6 ly và một viên 3.7 ly. Đây là kim cương Lucky Star 111 giá cắt, 10 trái tim 10 mũi tên. Còn cái kim cương của mình 57 giá cắt là 8 trái tim 80 tên nha. Cái dòng này rất là mắc nha khách, do nó là nó cái hàng này là hàng rời không giấy, mình thu lại của người ta. Ở bên đây thì nó có tất cả là 2 viên 2 ly 1, 2 viên 2 ly, 2 viên 1 ly 9 và 2 viên 1 ly 8. Thì có tất cả là 8 viên là từ 1 ly 8 đến 2 ly 1, 2 ly 2. Cái vỏ sòn này sale luôn nha, trọng lượng của nó là vàng 585. Chắc cái vỏ này là cái chỉ vàng đó khách. Sale luôn. Cái chiếc nhẫn này hồi trước người ta mua là 40 mấy triệu, bên mình thu lại mình bán cho khách 29 triệu thôi. Cái này là Boni Dani thoải mái nha. Cái chấu này, cái này nó cũng giống như là 3D3 mặt vậy đó. Khách size tay 12, 13, 14, 15 đều được hết. Mình Dani cho khách, không có thu tiền đâu. Thì chốt lại là một viên 4.5 ly, 2 viên 3.6 ly và 3.7 ly, và 8 viên là từ 1.8 ly cho tới 2.1 ly.